Tôi là Vũ Thị Mừng, 67 tuổi, tôi đến từ Nam Định. Cô bị bệnh gì? Tôi bị bệnh vừa xương thoái hóa xương khớp hết mọi chỗ. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là đau đầu gối không đi được. Vậy trước đây cô đã điều trị bằng phương pháp gì khác chưa? Tôi điều trị bằng thuốc tiêm, thuốc tây đấy. Nhưng mà nó không đỡ mấy, nó đau, vẫn đau không đi được. Từ hôm tôi lên trên này tôi chữa đến giờ thì bây giờ tôi đã đi được, nó đã nhẹ được. Chữa lần này là lần thứ 4 mà tôi chữa, coi như tôi đã được 60-70% rồi. Sau khi cấy chỉ ở bệnh cái chỉ hải đường ăn ông thì về cô thấy nó đỡ như thế nào? Thì về thì thấy là nó nhẹ nhàng, người đi nó đỡ kéo gò lại, mà bước lên bước xuống thì nó cũng đỡ. Cô thấy cái phương pháp cấy chỉ này nó có ưu điểm gì hơn những phương pháp trước kia của cô đó? Nói chung là cái phương pháp cấy chỉ này nó tốt hơn là mình tiêm thuốc tây, là người nó cảm thấy nó không mệt mà nó dễ chịu. Hiện nay thì có rất nhiều người xương khớp không? Vâng. Cô muốn chia sẻ gì đến những người mà chưa về đến viện cấy chỉ? Thì tôi cũng nói cái, những ai mà bị cái bệnh xương khớp này thì đừng đi tiêm thuốc tây nữa, mà lên trên này bác sĩ Hùng bác chữa cho là nó khỏi. Vâng. Thì tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ Hùng là coi như vậy là đã lên trên mạng, mà ông tôi lên trên mạng cũng tìm thấy là tôi lên trên đây chữa thì bệnh của tôi bây giờ nó cũng khỏi được 50-60%, thì tôi cũng cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981-377-470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.